Hiện nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, để đi đến đài tưởng niệm trung tâm, các đoàn khách sẽ phải để phương tiện ở khu vực dưới và đi bộ qua hai lối bậc thang với độ cao trên 32m. Những ngày qua, nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành khi đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn rất phấn khởi khi thấy các phần mộ liệt sĩ tại đây đã được chính quyền, các ban, ngành, địa phương chăm lo chu đáo. Tuy nhiên, một số người cao tuổi, cựu chiến binh cho rằng lối lên đài tưởng niệm vẫn còn khá xa và gây khó khăn cho việc đi lại của nhiều du khách. Tôi đi lên là nó bậc thang này, mới đi bộ này, trời nắng này là rất vất vả. Tôi phải nghỉ 2 chặng, chị gái tôi nghỉ 3 chặng cơ. Chị gái tôi năm nay là ngoài 80 rồi, còn tôi là sấp xỉ 70. Trước những ý kiến phản ánh này của người dân và các đoàn du khách, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu và có những lý giải xung quanh vấn đề này. Rút kinh nghiệm của các năm trước thì các phương tiện vận tải, đặc biệt là xe ca nhiều chỗ lên khu vực trung tâm làm tắc nghẽn giao thông thường xuyên. Vì vậy nó ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, vấn đề là phân luồng giao thông, cũng như là ảnh hưởng đến cái việc mà sắp xếp tổ chức lễ viếng ở tại khu trung tâm. Xuất phát từ lý do đó thì năm nay chúng tôi đã bố trí lại cái việc sắp xếp các phương tiện giao thông phải ở phía dưới này để là chúng ta di chuyển bằng đường bộ lên. Hiện nay, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ khi đến thăm viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Ban Quản lý Nghĩa trang bố trí các xe điện chuyên dụng để chở những người cao tuổi, người tàn tật, trẻ nhỏ và các du khách có sức khỏe yếu đi vòng lên đài tưởng niệm trung tâm. Qua đó vừa đảm bảo được trật tự giao thông tại khu vực Nghĩa trang, vừa đón tiếp chu đáo các đoàn khách thập phương.